nó đang đi làm gì? Xong chứ con gái ba ở đây, con dâu ba ở đây. Mẹ vẫn đang ở đây mẹ. Mẹ lại dẫn người yêu cũ của chồng con đi vào đây để khám phụ khoa làm cái gì ạ? Mày đẻ một lúc ba con gái liền. Thế bây giờ nhà tao mất giống à? Đẻ con gái, con trai là do người đàn ông, không phải là do người phụ nữ mẹ. Thế nhưng mà bây giờ nhá, con không biết đẻ con còn lên nữa. Này, mày im mồm không? Đây nó là bạn của con trai tao, tao đưa nó đi được. Này, tại những cái vấn đề nó là người yêu cũ của chồng con nha. Bác ơi, mẹ muốn vợ chồng con ly hôn để mẹ rước nó về nhà đúng không? Tao không muốn, bây giờ bác nói thế mà nghe được à? Hả? Bác nói thế mà nghe được à? Sao cái gì? Nhà tao mất giống à? Này, mất giống tao không biết ở nơi con tao đấy. Em mày đẻ một lúc ba con gái, ba con vịt cho nhà tao. Thế bây giờ tao phải đi. Ba con gái cũng không phải là cháu bác à? Ba con gái cũng phải là cháu mẹ à? Không thể nào nó dối tung đường được, nghe mày rõ chưa? Nói dối tung đường, nói dối tung đường hay không? Cái việc để con trai nó là do con trai, do nơi con trai của bác nó yếu, nó không thể sản sinh ra được đứa con trai. Tao cứ đưa nó đi. Tôi đẻ được con trai, tôi có quyền không nói nhiều. Cứ đi vào đây. Con nói bác nha, cháu nói bác nha, cháu nói bác nha. Ở đây chưa chắc là con nòi giống của nhà bác đâu. Thế bây giờ mày định chưa chắc là con gái của con nhà bác. Mày câm mồm. Tôi không cần đến cái loại đẻ. Hai con gái mày định đánh nó à? Đánh thì bọn cháu không bao giờ đánh, không bao giờ bẩn tay. Không bẩn tay làm gì? Mẹ là ba của ba đứa cháu của con rồi mà mẹ còn cứ xử như thế à? Mẹ biết thân biết phận mày đi. Biết phận như thế. Biết phận mày, còn tao chỉ biết là con đứa mà mẹ muốn lấy nó về làm con dâu của mẹ. Này, bà đứng đấy nói chuyện á. Ba mà là lời nó, nếu mà bà mà muốn rước con bé này về làm vợ cho thằng con trai bà với lại lấy nhận đứa cháu này ấy, thì thôi cháu sẽ cho được em gái của cháu về đưa con ba đứa cháu của cháu về nhà cháu ở. Cháu của tao mày muốn đưa đi đâu cũng được, nó là cháu gái mày muốn đưa đi đâu cũng nhưng được. Mà cái tài sản đấy thì bọn cháu phải chia thôi. Phải lấy cái gì làm sao chia cái gì? Con gái đi đẻ được con trai tao chia rồi. Của chồng công vợ. Chồng công vợ mẹ ơi, hai vợ chồng con làm ra nhá. Bây chưa giờ... mà con chưa ngửa tay xin mẹ một đồng nào nhá, mà bây giờ mẹ giúp. Bây giờ mày nhìn đi. Người ơi, yêu cũ của chồng con này. Bác ơi, không được, không làm sao bà già rồi mà ăn ở chả có đức gì cả. Không để đức cho con cháu để đi chứ. Ăn ở thế nào để đức cho con đứa cháu mẹ ở nhà đức cái gì không đức rồi sau sẽ rõ nhá. Rồi sẽ rõ gì? Bà đây chắc chắn là đây có mẫu mủ của nhà bà không? Hay là của thằng nào? Tao chỉ người nhờ tao đưa đi thì tao đưa đi. Đây nó là người yêu cũ. Là nhà mẹ đưa nó lên giường của chồng con mẹ cũng đưa luôn ạ. Tao không biết như đây là đưa vào đây để khám. Nhá, khám lại. Bây giờ là nó chửa. Khám bao nhiêu người? Bây giờ anh em mày định đánh nó à? Con cháu làm gì bẩn tay làm gì? Bây giờ tao đưa nó vào mày cứ giữ lại là thế nào? Vớ ba vớ bẩn. Bao nhiêu người nó không nhờ, nó phải nhờ mẹ của người yêu cũ thôi là ai cũng được. Người cũ thì được. Thế tại sao từ đầu mẹ không cho chồng con lấy nó đi? Bây giờ dở dói là sao mày có chồng mày không rước được chồng? Mày còn kêu cái gì nữa? Chồng mày đi với gái mày đổi tại tao à? Vớ ba vớ bẩn. Con chưa hề nói chồng con đi với gái là mẹ tự nói nhá. Con chỉ hỏi tại sao mẹ đưa nó vào đây. Mẹ tự nói là con trai mẹ đi với gái nhá. Nó đi hay không là do mày. Mày không biết quyến rũ nó, mày không biết bảo ban nó. Mày đẻo lên một lúc ba con gái nó chịu làm sao được. Bà già rồi, bà nói rất chi là khổ nạn. Con nói thẳng luôn, già người ta còn biết cái loại hai con. Biết cái gì? Mày cầm một con gái. Ba đứa con gái sao mày định đánh nó? Hả, mày định đánh nó? Nó hốt là tôi đánh thật. Nó hốt, nó lãng nó đánh. Nó đang có chửa. Chửa làm sao? Nó lại chửa con dai. Chửa làm sao? Mày ơi đi về đi. Em không muốn đôi co với nhà này nữa. Còn đâu con em thì em tự nuôi. Cái bà cái nồi giống như bà ấy. Quả báo nó đến sớm lắm. Không bao giờ mà có được cháu đi tôn đâu. Mày phải giữ. Con cũng không hèn giữ nó. Mày không giữ thì con thôi. Con cũng không hèn giữ thì mày chồng con mày cứ này, cái tính cách của bà ấy như thế này nhá. Nhà bà tuyệt tự tuyệt tôn chả bao giờ có nồi giống đâu. Đấy bây giờ con trai ở đây mẹ đấy, con trai đấy con trai đấy là chưa chắc là của con nhà bà đâu. Ba đứa cháu nó về nó không hèn nhận bà lúc đấy bà đừng trách. Ơi về.